cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận ngày hôm qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhật, chú huyện Hàm Thuận Bắc về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Văn Nhật là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trường tiểu học Long Thạnh thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ đầu tháng 9 năm 2022 đến cuối tháng 4 năm 2023, lợi dụng quan hệ thầy trò và sự ngây thơ của các em học sinh, ngay trong lớp học, ông Nhật đã nhiều lần có hành vi dùng tay xâm phạm vùng kín hai nữ học sinh, sinh năm 2013. Sau khi gia đình các em biết việc, đã đến công an xã trình báo và làm đơn tố cáo. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.